Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ đối tượng Trương Thị Kim Hoàng, 33 tuổi, ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa về hành vi vận chuyển ma túy đem đi tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát ma túy đã thu giữ tăng vật là 3 cục heroin giấu trong thùng trái cây. Trước chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Hoàng đã khai nhận việc mua bán, vận chuyển heroin từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi qua đường xe khách tiêu thụ.